Liên quan đến vụ bé trai tên D, 5 tuổi ở Nghệ An, tử vong trong một căn nhà hoang trong tư thế bị trói hai tay sau khi mất tích. Sáng ngày 10 tháng 6, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, làm việc với cơ quan công an, bước đầu nghi phạm tên H là học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, thừa nhận việc bắt cóc dẫn đến cái chết của cháu D là do em này thực hiện theo lời trò chơi game. Lãnh đạo trên cho hay, em này bình thường nghiện chơi game. Em đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với tưởng là mình là người có công tìm ra cháu. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi đưa cháu bé đi, thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm nên em này lo sợ không dám đưa cháu bé về, dẫn đến sự việc đau lòng trên. Trước đó, báo chí đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 6, cháu D 5 tuổi, con trai của anh T, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh Tê đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Nhận được tin báo, cháu bé mất tích, chính quyền cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến chiều ngày 9 tháng 6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng thuộc địa phận huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà khoảng 10 km. Tại hiện trường, theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong trong tư thế bị trói hai tay. Sáng ngày 10 tháng 6, nguồn tin cho biết cơ quan công an đang tạm giữ H là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4 để phục vụ công tác điều tra. H sinh sống cùng gia đình gần nhà nạn nhân. Game bạo lực và bạo lực thực tế đã gây ra rất nhiều thắc mắc về những tác động của bạo lực tràn ngập trong tâm trí giới trẻ. Bởi vậy, càng nói thêm rằng game có nội dung bạo lực nói chung không phù hợp với những người trẻ tuổi. Trẻ em và thanh thiếu niên cần được khuyến khích trải nghiệm các hình thức vui chơi giải trí lành mạnh hơn. Nhiều ý kiến cho rằng chơi game bạo lực nên bị cấm hoàn toàn.